Xin chào quý khán giả, tôi đã đến với hình ảnh được trực tiếp tại sân đá HUFI của Tân Phú theo dõi trận cầu giao hữu giữa cao thủ Gia Tiên FC và đối thủ của họ trong trận đấu này, đó là cao thủ Bảo Anh. Ở trong trận cầu ngày hôm nay thì cao thủ Gia Tiên sẽ thi đấu với trang phục sắc đỏ. Hiệp một này họ chân giữ của Thành ở bên phía cánh phải trước màn ảnh nhỏ quý vị các bạn. Trong khi đó thì cao thủ Bảo Anh FC sẽ thi đấu với trang phục sắc xanh song vàng và trận giữ của Thành ở bên phía cánh trái. Thủ dụng đã sẵn sàng và trận cầu của cao thủ Gia Thiện và Bảo Anh cũng đã được bắt đầu. Sau khi tiếng còi khai cuộc thì hai đội bóng đang thi đấu nhịp độ khá nhanh. Điều đó cũng dễ hiểu khi mà bàn thắng đến khá sớm dành cho chính các thủ Bảo Anh. Lại là một pha bóng nữa rất bất ngờ dành cho cao thủ của Bảo Anh FC. Tuy nhiên đây là cơ hội dành cho Long Tín, rất bình tĩnh. Cuối cùng thì bàn thắng cũng đã đến dành cho cao thủ của Gia Thiên FC. Một quả bóng mà vì cái điểm của họ đã khá vất vả nhưng không thể cản phá. Cuối cùng thì tỷ số cũng đã được rút ngắn dành cho cao thủ Gia Thiên sau nhiều nỗ lực. Chúng ta đã trải qua hơn 10 hiệp đấu ở 10 phút của hiệp đầu tiên. Lời thế phản công cho cầu thủ Gia Thiện, ba đầu ai đó là Long Tín. Lỗi quá rõ ràng của Nhật Thành. Khi thời vàng cũng đã được rút ra. Vừa rồi thì trung vệ Nhật Thành đã dâng hơi cao và anh phải buộc đưa ra giải pháp. Và như vậy trọng tài xác định đó là một tình huống lỗi ở trong vòng cấm. Đá pen dành cho cầu thủ Gia Thiện và chính Long Tín sẽ là người thực hiện tình huống trên trang penalty. Thử thách dành cho thủ thành anh Capper của các thủ Bảo Anh. Rất chính xác, tỷ số là 2-2 cho Long Tín. Long Tín và các đồng đội đã hoàn thành nhiệm vụ đưa trận đấu trở về trạng thái cân bằng. Lần trước là đá phạt góc cho Bảo Anh thì đến lượt cao thủ Gia Thiện họ được hưởng quả đá phạt góc. Cú đất lòng bóng tìm đến cô dọc. Lâm Minh Tú đã xử lý bóng sống rất tốt ở pha bóng vừa rồi. Di chuyển khôn ngoan và khoảng trống khá lớn dành cho số 9 của Gia Thiện. Bóng đá khẽ đập đất và khiến cho nó đổi hướng. Rất nguy hiểm. Tỷ số vừa có thêm dành cho cao thủ của Bảo Anh. Họ thiết lập lại trạng thái dẫn trước là 3-2. Và đó là công dành cho số 14 Đức Thịnh. Một khán giả của Long An đã nhận ra thủ thành huyền thoại của Chiếu Phủi. Chính xác rồi bạn. Đó là thủ thành Thành Vũ.
chuyên gia về găng tay. Câu hỏi đó cũng dành cho một khán giả. Đúng rồi, cảm ơn Nguyễn Vũ. Thì ra mua găng tay rồi thì mới nhận ra. Cũng dễ hiểu thôi, chùm găng tay thì không qua ống thì qua ai. Khoảng trống rất nhiều, tỷ số là 3 đều. Bây giờ thì Zico đã thành công ở cơ hội của mình. Hai đội bóng đang thực hiện màn giữ đuổi tỷ số liên tiếp khi mà hiệp 1 vẫn còn nhiều thời gian. Chính xác thì nó chỉ bước sang phút thứ 32 thôi. Có đến hai cầu thủ đã áp sát tình huống vừa rồi của Gia Hạo. Long Tín liệu có được chuyền, di chuyển khôn ngoan của Gia Hạo. Hàng phòng ngự của các cầu thủ Bảo Anh vừa rồi đã chứng lại và giúp cho Gia Hạo có khoảng trống rất lớn. Và tất nhiên thủ thành Ai Cập cũng đã chấp nhận bó tay. Đồng đội đã để cho đối phương quá nhiều khoảng trống thì thủ thành cũng chịu thôi. Và tỷ số được dâng cao, dẫn trước cho cầu thủ Gia Thiện là 4-3. Anh Bình, Lâm Minh Tú. Không phải, đó là pha chuyền bóng của số 2 mới vào sân, nguy hiểm. Tỷ số là 4 đều. Hai đội bóng liên tiếp có những pha lập công. Đó là một tình huống mà Nhật Thanh được giải phóng khỏi vị trí trung vệ và đá rất cao. Và anh cũng đã giúp cho cầu thủ của anh có bàn thắng thứ tư. Và một lần nữa bàn tỷ số đã được đưa về trạng thái cân bằng 4 điểm. Vào ủng hộ Canada bóng đá. Và cũng có thông tin rằng sân bóng này chuyển trực tiếp. Hóa ra anh Yên lại là người sinh sau đèn muộn. 5 năm làm nghề thì đây là đầu tiên được tác nghiệp ở sân đấu này. Hơi buồn các bạn. Là mình tố chân trái hoàn hảo dành cho số 9. Tỷ số được dâng cao dành cho cao thủ của Gia Thiên FC. Bàn thắng vừa rồi của Lâm Minh Tú cũng giúp cho kịch bản của đấu thứ hai thay đổi hoàn toàn. Nếu như một cao thủ Bảo Anh là những người có bàn thắng trước và thậm chí là sớm, thì hiệp đấu thứ hai nó dành cho cao thủ Gia Thiện. Dâng cao 5-4 cho cao thủ Gia Thiện, công từ số 9 Lâm Minh Tú. Nhảy của Sang Nhóc khá nguy hiểm, giao hai bàn thắng rất trong vánh. Hàng phòng ngự của cầu thủ Bảo Anh đã có những vấn đề thực sự. Sang Nhóc là người đã chuyển rất chính xác dành cho Gia Hào. Tỷ số được dâng cao là 6-4. Quá trống trải cho số 3 Gia Hào. Hàng phòng ngự của Bảo Anh một lần nữa đã bị hút. Sang Nhóc giả Văn Lâm ơi, đây là đầu tiên và lịch sắp tới thì chưa có. Rất nguy hiểm. Mạnh lưới của cao thủ và anh Gia Thiện FC đã bị rung lên. Đó là một pha bóng mà thủ thành Thị Vũ đã bị giật mình. Bóng đã kẽ chạm vào chân của Lâm Minh Tú và khiến cho nó đổi hướng. Cú dứt điểm rất mạnh dành cho số 7 của cao thủ Bảo Anh. Một cầu thủ đối tăng cường cho Gia Thiện FC tình huống này. Sự chủ động dâng cao đội rất nguy hiểm. Lại một lần nữa, hàng phòng ngự của cao thủ Bảo Anh biếu. Lần này nó dành cho số 9 Lâm Minh Tú. Tỷ số thiết lập lại trở thành dẫn trước 2-3. 7-5 cho cầu thủ Gia Thiện. Sau khi góp mặt thì đó là pha làm bàn thứ hai của Lâm Minh Tú ở trận đấu ngày hôm nay. Trần trụ rất đáng tiếc dành cho số 14 của Bảo Anh. Long Tín khá tốt, Văn Toàn khoảng trống. Tỷ số là 8-5 dành cho cầu thủ Gia Thiện FC. Chớp thời cơ tốt dành cho số 18 Nhật Diara. Văn Toàn là
Cảm ơn khán giả Nguyễn Phương. Nhiều khoa trống như bóng tìm đến cô dọc. Vừa vào sân thì số 19 của Gia Thiện để lại tình huống đáng chú ý. Sẽ có đá phạt ở giữa sân dành cho cầu thủ Gia Thiện. Rất nguy hiểm cơ. Thank you.
cầu thủ bên phía Bảo Anh. Rất nguy hiểm. Như vậy là trọng tài cũng đã thổi còi để khép lại trận đấu giao hữu của cầu thủ Gia Thiện và Bảo Anh tại sân đá của HUFB. Trong buổi tối ngày hôm nay, tỷ số chung cuộc là 16 dành cho cầu thủ Gia Thiện FC. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi một buổi tối với trận đấu rất nhiều bàn thắng được gửi đến các bạn. Và đừng quên quay trở lại tại live bóng đá vào lúc 19:03 tối mai. Còn bây giờ anh Nhiên thân ái chào tạm biệt.